Ok, các bác thân mến, hôm nay là ngày 27, tối ngày 27 tháng 2 năm 2018, Mậu Tuất. Giới thiệu với các bạn đây là cái cách mà thao chim bồ gáy úm chim non. Và xin thưa với các bạn là đây là số chẵn, số chim non. Đó, thì những cái con như thế này là mình bón từ lúc 10 ngày tuổi. Đấy, con thì đánh dấu, đánh dấu đấy, đánh dấu này, đánh dấu mực, con mực đỏ, con mực tím, con mực đen, đó. Nghĩa là con thì thắt chân, rất là đấy, đây, trông rất là con này con trống đấy, đấy, nó rất là hung hãn, rất là mạnh dạn. Thì từ hôm mình cũng mở hàng từ hôm mùng 2 rồi, mùng 2 có người nhà đến nhà lấy chim non. Thì năm nay thì Thao có một cái điều là cái vườn chim của mình thì có khoảng 80% là chủ yếu là giọng thổ. Còn dạo này thì thấy một số anh em là chơi rất thích chơi sang cái còi, nên ra là mình cũng đúc ra một ít giống còi. Còi đồng hoặc là còi pha. Đấy. Anh em thấy là cái bóng này là bóng sưởi úm gà 40.000 trên thị trường. Và đây là khi các bạn nuôi chim non các bạn sờ vào rất là ấm. Đấy. Sờ rất là ấm. Đấy. Ấm, cực kỳ ấm. Mà trong cái khay này là các bạn để một chút. Đây, con nào nó mà đã trưởng thành rồi nó tự nó sang nhặt. Mà con nào đã nhặt được rồi thì các bạn tách ra để cho nó tự ăn. Bởi vì là bón là mình giai đoạn bón mất khoảng 5 ngày là nó bắt đầu nó phải tự ăn. 5 ngày, 7 ngày. Riêng về chim cu gáy sinh sản thì các bác yên tâm, Thao lúc nào cũng bên cạnh các bạn mà phục vụ đúng giống chim, giọng chim, độ thuần của chim. Đó. Nay clip ngày 27 tháng 2 2018 Mậu Tuất, anh em nếu như có nhu cầu đặt chim cu gáy giống thì mình sẽ để cho anh em một đôi và chuẩn chỉ là giọng giống và trống mái rõ ràng. Đó. Anh em hết sức yên tâm đi. Ngoài ra đây là cái loại này là loại đang bón nhá, loại này chưa ăn được tí nào cả. Còn giới thiệu mình em đây là loại này là loại đang nhặt nhặt tập tập nhặt rồi. Đó. Đây này là đang 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 đang, đang tập nhặt tách rồi. Đấy, con loại này thì nó ràng ràng được khoảng 6 tháng rồi. Bắt đầu gù gáy rõ ràng rồi, rõ trống rõ mái rồi. Con loại này thì già hẳn hơn rồi. Đấy. Còn loại loại này thì là nó là vú nuôi nhưng mà nó là dòng dòng hậu bị của bố mẹ vú nuôi đấy. Còn loại này là loại này là bánh tẻ, còn loại này là non non đấy non. Những cái dòng này là dòng dòng này là dòng 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 Pháp trắng tinh. Đấy, rất là thuần. Đấy. Loại này là tự mổ rồi nhá anh em nhá. Đấy. Thả ra không bay. Loại này là như vậy. Đây là loại Nhật Lai Pháp này, nó hơi hơi trắng trắng phạch 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 một chút nhưng mà giống rất là to. Đấy. Sờ vào người rất là ấm. Diều no căng này. Đấy. Diều này. Không bón tí nào diều no đấy. 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 Anh em muốn mua cái giống hậu bị của con loại vú nuôi này hoặc là bố mẹ thì các bạn alo. Đấy, khi các bạn có nó đẻ rồi các bạn có thể điện cho Thao, Thao sẽ bán trứng cho các bạn. Các bạn sẽ ra được một đôi chim cu non cườm chuẩn. Đấy. Còn đây là những chú chim đã chơi rồi. Quá nhiều luôn. Anh em yên tâm đi. Thao sẽ chơi chim cu gáy cùng với anh em đến tận cùng luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cu Gáy Hay trên Facebook và trên YouTube của Thao. Và số điện thoại của Thao là 0163 5305982. Rất mong các bác, các đàn anh và cũng như các bạn, cũng như các em, các cháu giao lưu về chim cu gáy và
Chúc các bạn sẽ có được những chú chim ưng ý của mình. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn hãy đăng ký kênh và liên hệ số điện thoại là 0163 530 9982 để được tư vấn cũng như là được đặt hàng những chú chim ưng ý của mình. Thân ái chào tạm biệt.